Chào mừng tất cả các bạn đã đến với phòng thí nghiệm Liên Quân số thứ 5. Nhân vật mà ngày hôm nay mình cùng với các bạn sẽ tìm hiểu đó chính là Isa, một cô nàng phù thủy đầu tiên tại Liên Quân, sở hữu một chú thú cưng. Nào, ngay sau đây hãy cùng nhau tìm hiểu về tiểu sử của Isa nhé! Isa là con gái của người Việt Andrew tại thành bang Kajel. Tí Nị là một người bạn luôn đồng hành cùng với Isa từ nhỏ và giữa hai người có một sự liên kết rất đặc biệt. Và một sự việc đã xảy ra làm chấn động toàn bang Kajel. Isa bị bắt cóc bởi một đám người xấu, trong lúc sợ hãi đã ngất đi và những gì cô bé này nhớ được là thông qua Tí Nị. Những chi tiết mơ hồ đó đã giúp ích rất nhiều cho hai điều tra viên của vụ án là Van Hay và Violet. Giờ đây, khi quay trở lại trường học, Isa đã ngấm ngầm theo học khóa học ma pháp và cùng với người bạn Tí Nị của mình tự tìm ra những kẻ xấu muốn hãm hại cô và gia đình. Các chiêu thức của Isa thì luôn có sự góp mặt của Tí Nị. Vậy trong trường hợp khi không còn người bạn này thì sao nhỉ? Chiêu 2 và chiêu 3 sẽ như thế nào? Hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Chiêu 1 của Isa vẫn sẽ gây sát thương, nhưng khi không có Tí Nị nhảy đến sẽ mất đi sự khó chịu vốn có. Chiêu 2 của Isa vẫn có thể tạo giáp, nhưng không thể hất tung kẻ địch tiếp cận. Đối với chiêu 3, thiếu đi Tí Nị đồng nghĩa với việc Isa sẽ không gây thêm được sát thương khi đang khóa kẻ địch. Tí Nị quả là một trợ thủ đắc lực của Isa phải không nào? Vậy thì hãy cùng Như Quỳnh tìm hiểu kỹ hơn về anh chàng này nhé! Tí Nị sẽ không thể nhận được lượng máu từ các chiêu thức của đồng đội hoặc từ phép bổ trợ cấp cứu. Chính vì thế hãy cân nhắc kỹ trước khi cho anh bạn nhỏ này nhảy vào nhé! Vậy là sẽ không còn cách nào để hồi phục cho người bạn nhỏ này của Isa rồi. Tiếc thật đấy! Nhưng mà các bạn đừng lo, Tí Nị vẫn sẽ là một trợ thủ đắc lực, sẵn sàng lao lên phía trước. Tại sao lại như thế nhỉ? Hãy cùng Như Quỳnh khám phá tiếp nhé! Tí Nị có thể chắn được kỹ năng đơn mục tiêu, ví dụ như kéo của Grug. Và nếu như Triệu Vân muốn dùng Tí Nị để tăng thêm nội tại thì rất tiếc là không thể. Tuy nhiên, đối với những chiêu thức nhắm thẳng vào mục tiêu như lôi điểu của Tulen thì không thể mang người bạn nhỏ này ra đỡ hậu được đâu nhé! Có thể thấy Tí Nị vừa là người bạn, vừa là cận vệ quan trọng của cô nàng. Nhưng ngoài Tí Nị ra thì chiêu 3 của Isa cũng hết sức thú vị, đó chính là sa bàn ma thuật có thể giam giữ kẻ địch. Vậy thì có cách nào để thoát ra hay không nhỉ? Chúng ta cùng đi đến chiêu thức quan trọng nhất của Isa, đó là sa bàn ma thuật, tạo ra một kết giới và giam giữ kẻ địch. Kết giới đó không thể bị hóa giải bởi Châu Na, Dơ Vlad hay Maja, dù đang có trạng thái không thể chọn làm mục tiêu nhưng vẫn sẽ bị nhốt trong đó thôi. Với những vị tướng có khả năng lướt như Nagrod có thể thoát ra, còn các chiêu thức nhảy như Malok hay Slim thì chỉ có thể chịu trói bên trong mà thôi. Isa vô cùng thú vị phải không nào? Mình tin chắc rằng nếu như sử dụng thuần thục cô nàng và anh chàng Tí Nị thì sẽ không một đối thủ nào có thể làm khó bạn được đâu. Như vậy là phòng thí nghiệm Liên Quân số thứ 5 lần này đã kết thúc rồi. Nếu như các bạn có thắc mắc gì hãy để lại comment ngay dưới video này nhé. Như Quỳnh mong rằng các bạn sẽ luôn luôn đồng hành và ủng hộ phòng thí nghiệm Liên Quân trong các số tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye! This is our secret. There are no coincidences. Live in such a complicated world. Your turn, Furball! Ha ha! Don't eat too much! Even my pet can take you down. After all, I am a sorcerer. Let us fight together!